đăng thêm anh Cầm. Nghe rõ không? Dạ em chào anh. Nghe rõ dạ, không? Rõ anh. Ok. Dạ rõ. Vũ Hoài Văn đợi chị tí nhân ưu tiên cho ông già trước nữa, mình thanh niên từ từ sau. Thì Dạ, trước nói mắt với anh. trước trước hết thì thằng Bình Bình Nguyễn hả? Bình Nguyễn hả? Dạ anh Bình Nguyễn á, dạ. Bình Nguyễn bên Đức thì nó nói rất ư là chính xác và rất là đầy đủ rồi. Mình muốn kết luận thêm chút xíu nữa. Có nghĩa là ở trong cái diễn đàn là tất cả mọi người hiểu là ở đây là coi như là Mỹ nó không có thuốc. Nó thẳng là cái thuốc hay là thuốc của Đức, của nhà máy sản xuất Đức, chứ nó không Mỹ của xuất. Mỹ chỉ mua lại mà thôi và đặt hàng thôi, mày hiểu không? Thì đừng có nói là Chị phép chào sau luôn này đừng anh. có nói, không có nên nói là cái chuyện mà thuốc của Mỹ gì trên trời mệt quá. Thì thằng Bình Nguyễn này nói hầu như là rất là đầy đủ rồi, anh muốn bổ túc thêm một chút xíu gì đó. Rồi còn những cái chuyện gì bảo hiểm rồi bên Mỹ bên Đức thì nó cũng same thing, có nghĩa là nó vẫn giống giống nhau. Có nghĩa là khi anh đi làm anh phải bỏ tiền vào, anh mua bảo hiểm thì khi mà anh chích ngừa thì bảo hiểm nó trừ ra hoặc là bảo hiểm nó trả tiền, thì anh cũng đã đóng tiền chích mẹ trong đó rồi, giống như nhà anh thôi. Một tháng như vậy là coi như cũng phải $400-500 tiền 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 bảo hiểm đó. Em chào anh Phú. Thì nó như vậy. Anh muốn nói sơ sơ qua cái chuyện của AQ chút xíu. Thì ngày hôm qua thằng Lê Minh là thằng đồng dao này, nó xem cho anh một cái clip. Cái thằng này nó bị bệnh nặng, mà nó bị bệnh theo kiểu mà mình nói một kiểu là bệnh theo kiểu giống như là bệnh là bị hoang tưởng. Và nó cứ lôi ra những cái chuyện. Hôm nay anh cái mạng phép, anh xin lỗi anh mạng phép ra nói chuyện về cái điều gì bị lãnh tụ Hồ Chí Minh. Nhưng mà nó đưa ra Dạ anh nói những đây anh. Dạ. nó vẫn moi móc ra những cái chuyện của bác Hồ để mà ta đã nói. Thì bây giờ anh chỉ ở trong cái room này anh chỉ nói một cái câu như vậy, có nghĩa là nó Dạ. là một hạt cát trong sa mạc, nó không là một cái gì ở trong cái thế giới này cả, mà nó dám nói ra một vị lãnh tụ của một cái đất nước. Nó cứ nói này nói kia, năm nào ông Hồ là bị bắt sao ai thay tên đổi họ, như là nó ý muốn nói là nó muốn đả phá, nó muốn đả kích và nó muốn đập và đổ thần tượng. Tôi nói ý đồ nó vậy, nhưng mà mình chỉ hỏi Dạ. nó một câu như vậy, mình chỉ hỏi nó một câu như vậy: mày là cái gì ở trong cái đất nước, mà mày cái gì, mày mang chức hàm gì, mày làm một cái gì mà mày để là được nói của nó. Mày phải hiểu được điều này là không phải đương nhiên mà cả thế giới ca tụng bác Hồ, cũng không phải đương nhiên mà tất cả mấy chục nước đặt tên đường cho bác Hồ, cũng không phải đương nhiên mà bác Hồ được là một vượt mệnh danh là một vĩ nhân văn hóa của thế giới. Mày chắc là mày giỏi hơn tất cả các lãnh tụ các nước à? Nếu mà mày giỏi hơn thì từ xưa giờ mày không làm tiến sĩ, mày không có làm phó thủ tướng, mày không làm chức vụ gì của một cái đất nước nào đi. Anh thấy rõ ràng, có nghĩa là cái thằng này thuộc dạng cái bằng hoang tưởng và nó tìm đủ mọi cách để mà nó chống phá. Em hiểu nó, có nghĩa là nó tạo ra những cái chuyện mà cái chuyện như giống như anh chửi nó cái vụ ổ bánh mì đó, có nghĩa là nó cứ đòi hỏi cái vụ bánh mì người dân đúng hay là thằng cha kia đúng, ta nói rõ ràng rồi mà nó vẫn cứ cãi, nó vẫn cứ con. Thành ra anh nói rằng là nó bệnh nặng lắm em, nó bệnh hoang tưởng, nhưng mà nó bệnh thành ra không có chắc, mà bà mình cũng chẳng coi nó ra gì, là bởi vì thằng này nó không đáng để mình nói chuyện. Em hiểu nó không? Rồi ngày xưa mình mấy năm trước mà nhớ không? Anh với em mà lên nói chuyện với nó nói đồ chất độc dioxin nó không có gì cỏ chứ không có hại gì trên trời đùa. Em nhớ cái vụ đó không? Cái ngày mà Đúng, anh nhớ lên nhớ ngựa nhớ đó, em nhớ. đúng mà vậy, mày không đọc thì mày uống bè mày đi, rồi khổ quá. Thì ra thằng này coi như là mức dùng thường rác, nó ngu mà đến nỗi nó ngu hầu như là không thấy là ngu hơn nó trên trời. Nó ra Không không là phải nó ngu anh, không không phải anh Cầm, anh Cầm không phải là nó không, anh ngu nói chuyện đâu, anh ngu cố đâu tình biết xuyên thì nó tạc. suy tạc biểu, nhưng mà mình dùng chữ ngu cho nó gọn đi. Ý anh muốn nói là cái điều này mình nó không đáng để mình để tâm, và mày hiểu không? Có nghĩa là cái thằng đó nó bệnh hoạn, mà nó bệnh hoạn vì nó hoang tưởng, cho nên nó cho nó là số một thế giới không mà. Ô má cài chết mẹ rồi, thôi mệt quá đừng có nói chuyện đó nữa. Thì hầu như tất cả nãy giờ Bình Nguyễn nó cũng đã nói hết tất cả những cái chuyện gì thì ở vaccine của Đức rồi, của Mỹ rồi, và những cái gì nó cần nói ra nói hết rồi, nó nói rất là chính xác. À, rõ ràng chuyện nó bình thường rõ ràng, thành ra mình cũng không cần, anh cũng không cần phải bổ túc gì cả, mà anh chỉ nói về cái bệnh hoạn, cái lối bệnh hoạn của thằng là AQ, nó muốn đạp đổ thần tượng và nó đưa ra những cái lối nói chuyện của nó thì là cứ giống như kiểu như là đúng là đạp đổ thần tượng, có nghĩa là lôi bác Hồ ra để mà nó nói tiểu sử này bậy bạ, tiểu sử kia bậy bạ. Em thấy không? Thì anh muốn gom lại một câu này, nếu mà nó mày mà hoặc là mày là một cái một cái nhà nghiên cứu về lịch sử, mày không phải, mày cũng không phải là cái gì cả, mày cũng không bất cứ một cái gì cả, mày chỉ ở ở gì một đáy ở đáy xã hội, mày dám lên đây nói chuyện tào lao à, anh không có thích điều đó, anh
anh cũng đặt thực tế là anh cũng không biết Bác Hồ, anh chỉ coi qua tư liệu sách vở các cái và anh đọc những nguồn tin của thế giới, và anh xác nhận rằng ở đây nó không phải trong nước Việt Nam đâu, mà mấy chục nước ở trên thế giới đều công nhận điều đó, và cao các ủy ban UNESCO của Mỹ đã chứng nhận, đã cho rằng vậy. Công Thì nhận cái anh, người đó không không phải tầm thường, không phải tầm dạ thường, đúng không rồi tự anh, nhiên, không không nhưng mà nó lúc nào nó cũng đè đầu đè cổ, nó nói bậy nó bạ, thằng mẹ rất là mất dạy. nó cho nó là cái quyền nó hiểu biết hơn tất cả những Đúng người trên rồi, thế đúng giới rồi, này á, dạ đúng hả. rồi. Nếu nó vậy thì nó làm tiến sĩ của Liên Hiệp Quốc, hoặc là tiến sĩ gì của Mỹ, hoặc là nói chung là coi như mà làm mẹ là nghị viên của Mỹ, hoặc là làm cái chức nhỏ gì của Mỹ đi. Rồi mới nó không là cái cục cất gì trên trời mà rồi mới nói chuyện mà thích buồn cười, nó bởi thế nó thành ra thằng mẹ nó không có đáng để tâm mình cho đúng Nè nợ em người nói ta. nghe anh cầm cho em nhắc lời với đây nè. Em biết hôm nay nó đứng trong này nó nghe, nhưng mà nó ngồi đứng ngoài cửa nó nghe, bởi vì hôm nay có cái đối thủ nặng căng là anh Bình. Anh Bình nên nó không có dám. Đúng, bây giờ nó có ở đây không, có biết nó có ở đây không, nó đụng mà tao thì tao chửi ra mặt thôi chứ tao đâu Em có chửi khẳng lén định bao là nó giờ có đâu. đấy. Ờ, Dạ. Tại đủ vì nó mẹ có mẹ theo dõi quay em, nhưng khi em đăng cái đủ tút đó là ha, nó có. Dạ. thằng này là Anh có phải nói chửi đi. cho nó vô mặt nó thôi, chứ còn thằng này nó là cái thái gì đâu mà ngồi nó mà tuyên bố gì tuyên bốc gì đủ ba ba Dạ. cái thằng, mấy cái thằng này là có thuộc cái dạng kêu bằng, cái thuộc kêu bằng cái gì ta, mình không biết nói sao. Nếu mà ở Việt Nam mà được ta cho mà vô gì ở gì vô nhà thương, hồi xưa có nhà thương Biên Hòa mà bây giờ không biết nhà nhà thương Biên Hòa không biết còn không nhá, vô viện viện tâm bệnh tâm thần đồ má đồ thứ điên khùng mà tối ngày tào lao nó thứ cái gì mà thấy rõ ràng, cộng rau muống cũng xuyên tạc, ổ bánh mì nó cũng xuyên tạc, Tắc nó tần cá tật réo hết. Dạ cái tắc gì tần là tật hết. tất tần tật á, mẹ bà nó thứ gì đâu khốn nạn. Bởi vậy mà nó không biết cái thứ nào, nó không biết lúc nào đúng mà lúc nào sai, nó cứ bừa đi bừa đi. Ủa cái thứ gì đâu nói đúng hết trơn rồi bà tiệt. Thì anh chỉ bổ lên, anh chỉ bổ túc cho em một cái điều đó thì thôi, nói chung là vấn đề mà Dạ. anh ngày hôm qua anh ra phát bực mà nó nói chuyện mà xuyên tạc về Bác Hồ đã, mặc dù anh không có tôn sùng mà anh không hiểu, nhưng mà cái điều anh mình vẫn tôn trọng là bởi vì tất cả mọi người trên thế giới và các quốc gia 20-30 nước Đều trên thế công giới nhận, kể dạ. đều công nhận, và kể cả đặt tên đường luôn, bởi vì em mới hiểu ở nước ngoài mà khi mà đặt tên đường một Hình người như nào tới đó mấy mươi thì mấy chục nước lận đúng đó rồi anh. thì người đó Dạ. phải là cái gì người ta mới đặt tên đường, kể cả Mỹ cũng có tên đường luôn, thì nó là Dạ. cái con khỉ mốc gì mà đồ má mày đặt luôn lên đây đồ đồ thứ mất dạy đồ má bẻ răng đồ giả rượu rụng răng chết mẹ mày luôn đồ má. Ok thì anh lên bổ túc chút xíu vậy thôi. Ô, rồi Dạ. thôi anh xuống Em đi cảm ơn coi anh. Hình như nãy anh rồi. mã đáo ảnh gửi yêu cầu hả anh mã đáo, hồi nãy em thấy mã đáo ok hả anh mã đáo. Chào em. Con chào má. Chào bố cầm mới chào Mày mấy nghe cô chú anh chị em nghe nha. Hoàng Tấn Bạch mày ngứa miệng đúng không? Mà Tuấn Bạch thì nó kêu nó nhà gần trường học mà lúc nãy hôm nay chim trên cái nhà thằng đây nhồ, nó ngồi nó ăn mẹ cái thìa, cầm một tay cầm cái miếng thịt gà nhét vội nhét vàng vào miệng, ngồi trên cabin xe ô tô ấy, vừa ăn vừa nói chuyện ngồm ngoàm không Thấy bắt đầu vuốt. chị cũng thấy. Thế mà đấy, người văn hóa người gần trường học ấy thôi, bỏ cái thằng già ấy nó Văn nói hóa vậy nữa ai mà em chả thấy. nhìn thấy, Em nói ai đi. cũng nhìn thấy. Nhưng mà em thì cũng chỗ nhà chị với lại có mọi người đây thì đa số đang lớn tuổi hơn em ấy. Đấy, cũng có cái nhìn nhận thức khác nhau. Thế em thì từ hôm đấy em chẳng chẳng muốn gọi là chia sẻ cái quan điểm, vì ai cũng bu vào mấy cái việc, ví dụ như cái việc bánh mì, rồi cái việc đối xử giữa người có cái quyền hạn đấy và những cái người dân. Thì em thấy thì mình nói chuyện thì thực ra quan điểm của em là nó như thế này này, thì nếu mà ai quan điểm mỗi người một quan điểm riêng thì cũng tôn trọng, nhưng mà theo như em ấy thì mình không nên kích động là bây giờ dân là phải như thế, là dân như thế là nó ngu, hay là dân như thế là nó dân thế này thế kia. Mình phải nói là trên cái cương vị luật pháp, nếu như cái văn bản nó ra người ta đi mua cái bánh mì vẫn là đúng, mặc dù người ta có lợi dụng cái đó, thì trên cái tinh thần luật pháp thì người ta vẫn không có sai. Thế nhưng mà cái tầm của một con người á, thực thi cái nhiệm vụ đó ấy, thì cái tầm của mình nhận ra được cái điều đó ấy, thì ví dụ như cái vụ việc đấy ấy, thì cái ông phó chủ tịch đấy ông ấy sẽ phải bảo rằng là rồi ok cái việc này là em như thế là em không có sai, anh sẽ để cho em về, nhưng mà anh sẽ giải thích cho em rằng là anh có thể anh biết rằng em không phải là cái nhu cầu cần thiết. Thế giải thích cho người ta là bây giờ mình đừng cái ý thức chung, chứ không không thể nào mà đè đầu hay là không thể nào mà dùng cái quyền lực của mình để mình nói những cái lời mà nó mang tính chất là xúc phạm, hay là mang tính chất là hách dịch quyền lực giữa cái người thực thi nhiệm vụ và cái người dân được. Nên là em từ trên nhà chị cao em thấy một số anh chị mình nói cái điều đó, rồi mình tức giận thì mình nói như vậy thôi, nhưng mà
khi mình đã nói cái tiếng nói của mình, dù rằng là nó có ít người hay nó có nhiều người, thì cái tiếng nói của mình cũng mang tiếng mình nói ra cái chỗ cộng đồng, gọi tập thể, thì mình nói theo như em thì vẫn phải nói làm sao cho nó đúng, chứ không không thể nói là như thế thì làm cho thế này xong rồi nhốt lại nhốt kia vào, thì nó không không đúng cái quan điểm để mình chia sẻ. Thế nói chung là dù... này thế này nè, cái suy nghĩ của chị là như thế này nè, ví dụ như sai đâu á là xử lý ở đó, ví dụ như ông cán bộ phường phát ngôn sai là xử lý về cái vấn đề ông này phát ngôn sai, còn thằng này nó vi phạm vào cái chỉ thị 16 thì mình sẽ xử phạt nó vào cái vi phạm chỉ thị 16. Ý của mình là như như vậy đó. Và em thì em vẫn hy vọng như này nè chị Cao, ý của em vẫn hy vọng này, em vẫn hy vọng là những cái người có cái chức trách hoặc là bên gọi là tuyên truyền đấy, gọi là ví dụ như loa, người ta gọi là loa phường loa thôn ấy, vẫn tuyên truyền người dân và cái ý thức. Bây giờ người ta không thể liệt kê hết ra được. Đó, em đấy, đợi em tí. Em thực tế đấy, em cũng biết mà, cái nơi em ở mà chắc chắn nơi các anh chị cũng thấy có những người chạy ra ngoài đường, mặc dù là từ nhà đi ra ngoài đường không phải là cái nhu cầu cần thiết, như anh chị đấy xách cái thùng sữa ở nhà chở đằng sau để đem đi, để đi vòng xong đến lúc là chống đối với lực lượng đấy, đấy gọi là nách luật. Thế nhưng mà bây giờ quan trọng là mình tuyên truyền cái ý thức, mình bực cái đúng không em, bực đúng rồi mình bực. Thế nhưng mà cái câu chuyện của thằng em bánh mì kia, em cũng tin rằng là không phải nó đi mua cái bánh mì không phải nhu cầu cần thiết, nó cũng chỉ là chống đối thôi. Ở khu em ở đây cũng thế nhiều lắm. Thế nhưng mà quan trọng là mình tuyên truyền cái ý thức trong cái trường hợp đấy, cái ông cán bộ đấy theo như em là không đủ tầm để giải quyết cái công việc thì ông ấy phải chịu trách nhiệm thôi. Thế nhưng mà anh chị em mình mà mổ xẻ lại câu chuyện thì cũng không 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 nên nói là nếu mà là như thế thì là thế này là thế kia để cho thằng đấy về rốt nó thế này kia, thì em thấy quan điểm đấy là cũng không đúng. Quan điểm đấy là quan điểm anh em mình tức tối nói chuyện cá nhân với nhau thôi, còn đem ra mổ xẻ dù sao cũng ở cái cộng đồng, cái chỗ tập thể như này mình nói thế thì nó không đúng quan điểm. Em không như thế này nè, em, tại vì mình thấy tụi nó cứ đem cái câu chuyện này là người ta đã xong hết rồi, mà bên kia tụi nó cứ đem cái câu chuyện ra mà nó cứ mổ xẻ liên tục, em hiểu không? Rồi nó đăng hình, nó chế giễu, rồi nó châm biếm, tự nhiên mình thấy rất là thiếu, cái tụi nó rất là thiếu hiểu biết, em hiểu không? Ý của mình là cán như bộ, vậy. Cán bộ có tầm là cán bộ nhận ra được cái sự việc đấy, mặc dù cái người dân này là người ta đang nách luật, người ta đang chống đối, thế nhưng mà thôi không phạt được thì cũng phải làm sao để làm cứng rắn để giải thích cho người ta cái ý thức chung, chứ không thể nào mà mình lại biết người ta sai, người ta nách luật rồi mà mình lại ý thức mình lại đi gài người ta vào cái tình thế để mình bắt mình phạt người ta, thì cái đó là cái người thực thi nhiệm vụ là không đúng. Em nói người dân sai rồi nhưng người thực thi nhiệm vụ là như thế cũng không đúng chứ, dù có đắng cay tức cũng phải giải thích cái ý thức, phải thả nó về đấy, ông đấy không đủ tâm thì phải chịu trách nhiệm thôi, chịu trách nhiệm rồi thì chúng nó cứ bới ra, thì như chị nói đấy thì thực ra là mình cũng tức, nhưng mà em mà gặp cái trường hợp bới đấy ra em bảo bây giờ chúng mày muốn như thế nào nữa, người nào sai thì đã chịu rồi, thua thì phải chung rồi, không lẽ đem ra giết à, đúng không? Đúng rồi.